hướng dẫn cách viết tiểu luận và trình bày bài tiểu luận. Trong những năm tháng đại học hay thạc sĩ, chắc hẳn các bạn sinh viên, học viên cao học phải làm khá nhiều bài tập nhóm, bài thu hoạch hay viết tiểu luận. Tuy nhiên, để có những bài viết chất lượng tốt và đạt điểm cao là điều không phải ai cũng làm được. Bởi vậy, trong video này sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm viết và trình bày tiểu luận rất cần thiết đối với các bạn. Trước hết, một bài tiểu luận được hiểu như thế nào? Theo cách hiểu chung, thì tiểu luận là báo cáo về một vấn đề thuộc một môn học hay một vấn đề thực tiễn của một đơn vị nào đó nhằm rút ra những kết luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để thực hiện hay cải tiến vấn đề nêu ra, có độ khoảng từ 20-50 trang. Ví dụ như tiểu luận về quản trị kinh doanh, chiến lược mở rộng thị trường của cà phê Trung Nguyên, tiểu luận về xã hội học như xã hội học đô thị ở Hải Phòng. Về phân loại, tiểu luận thường có hai dạng, cá nhân và nhóm. Đối với làm cá nhân, các bạn sẽ chủ động hơn về thời gian cũng như nội dung khi thực hiện đề tài. Đối với làm nhóm, nếu biết kết hợp, sẽ tận dụng được thế mạnh của từng cá nhân, công việc sẽ nhàn hơn mà vẫn có thể có hiệu quả cao. Đầu tiên, cả nhóm cần thống nhất chọn một bạn làm leader. Đây có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng nhất thiết phải là người có trách nhiệm với công việc và biết sắp xếp công việc, thời gian cho cả nhóm. Người này sẽ phân chia công việc, thống nhất lịch trình làm việc của cả nhóm để công việc diễn ra đúng hạn và hiệu quả cao. Phần tiếp theo, các bước thực hiện một bài tiểu luận đạt kết quả cao. Với những bạn chưa có kinh nghiệm viết tiểu luận thì việc này cực kỳ mông lung, mơ hồ, không biết bắt đầu thế nào để có được bài tiểu luận đúng chuẩn. Dù là làm cá nhân hay làm nhóm thì các bước tiến hành một bài tiểu luận vẫn theo trình tự như sau. Một là chọn đề tài tiểu luận. Phần này có thể là do giáo viên giao đề tài cho mỗi sinh viên hoặc các bạn được phép tự do chọn. Nếu là tự chọn đề tài thì nên chú ý những điều kiện sau. Đề tài phải phù hợp với môn học hay phù hợp với nội dung mà giáo viên đưa ra. Tránh tình trạng lạc đề. Mặt khác, thấy là không nên chọn đề tài có phạm vi quá rộng và quá chuyên sâu như kiểu chiến lược cho Bộ Công Thương khi tham gia WTO hay quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư chứng khoán, vì nó phù hợp với luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ hơn. Làm tiểu luận không nhất thiết phải đao to búa lớn như vậy. Đề tài bạn thích và thực sự hứng thú làm. Điều này rất quan trọng vì khi bạn thực sự thích đề tài thì bạn mới tâm huyết thực hiện nó. Đề tài phải khả thi, có nghĩa là bạn phải có đủ kiến thức và tài liệu tham khảo để hoàn chỉnh được bài tiểu luận đó. Nếu đề tài bạn thích nhưng không đủ kiến thức và không đủ tài liệu tham thì tốt nhất nên bỏ qua. Lưu ý khi chọn tên đề tài phải ngắn gọn, xúc tích. Các từ khóa chính phải được thể hiện một cách rõ ràng và cô đọng nhất. Ví dụ, tên đề tài trong môn kinh tế vi mô là thị trường độc quyền. Bước thứ hai, sau khi chọn được đề tài thì phải lập dàn ý cho bài tiểu luận. Bước này rất quan trọng vì nó quyết định đến bố cục cũng như hướng đi của cả bài tiểu luận. Nếu chưa biết cách viết tiểu luận, các bạn nên làm dàn ý rồi nhờ giáo viên xem xét giúp để tránh những sai sót. Dàn ý của một bài tiểu luận thông thường sẽ gồm 3 phần. Phần đầu thường gọi là phần giới thiệu chung, giới thiệu tổng quan về vấn đề mình sẽ viết. Mở đầu bài tiểu luận được xem như một bản đồ hướng dẫn cho độc giả. Lời mở đầu phải giới thiệu được tên đề tài cũng như cung cấp các thông tin và nguyên nhân lựa chọn đề bài của bạn. Với phần mở bài, bạn phải nêu đầy đủ các yếu tố cái gì, vì sao hay bằng cách nào. Bạn phải giải quyết được những vấn đề sau trong phần mở đầu tiểu luận của mình, bao gồm bài tiểu luận của bạn bàn về vấn đề gì, vì sao nó lại quan trọng hoặc hữu ích. Bạn sẽ trình bày quan điểm của mình bằng cách nào. Phần 2 là phần thực trạng và đánh giá. Trình bày thực trạng của vấn đề nêu lên trong đề tài cùng những đánh giá về vấn đề đó. Đây là phần quan trọng để xây dựng căn cứ đưa ra giải pháp, bài học kinh nghiệm mà phần thứ 3 hướng tới. Phần này, các bạn nên tìm kiếm những số liệu thực tiễn để minh họa cho luận điểm của mình. Phần 3. Thường viết về các giải pháp, bài học kinh nghiệm rút ra hay phương hướng cho thời gian tới. Phần này đưa ra trên cơ sở căn cứ vào thực trạng, những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải của vấn đề đã nêu trong phần 2. Trong phần này, các bạn có thể đề xuất theo quan điểm cá nhân để hoàn thiện về mặt lý luận liên quan đến đề tài. Bước thứ 3. Xác định các nguồn tài liệu tham khảo. Tùy theo đề tài thực hiện, các nguồn tài liệu tham khảo chủ yếu sẽ là giáo trình môn học và các môn khác có liên quan, sách tham khảo có nội dung liên quan đến đề tài viết, các bài nghiên cứu, bình luận trên báo, tạp chí có liên quan đến đề tài.
website. Đây là nguồn rất phong phú và đôi khi là nguồn tài liệu chính để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình viết bài. Tuy nhiên, nguồn của các website khá phức tạp và độ chính xác không cao. Vì vậy, bạn nên tìm kiếm trên các website chuyên ngành có liên quan đến đề tài. Bước thứ tư, viết nội dung lời mở đầu. Theo hướng dẫn viết tiểu luận của Bộ Giáo dục thì mở đầu trong bài tiểu luận không nên quá ngắn như chỉ vòn vẹn thông tin có tính chất gợi mở hoặc câu văn bóng bẩy. Mà lời mở đầu của bài tiểu luận thường phải có các nội dung sau: lý do chọn đề tài hay tính cấp thiết của đề tài, tên đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết cấu của bài viết. Nội dung các phần, căn cứ vào dàn ý đã làm ở trên để viết nội dung và trình bày rõ ràng, sáng sủa. Trước mỗi phần bạn nên có lời dẫn dắt để người đọc hiểu mình sắp viết về cái gì, phần này sẽ giải quyết vấn đề gì. Kết luận. Phần kết luận nên có các thông tin sau: tóm tắt các vấn đề mà bài viết đã làm được, bao gồm tổng kết những phần đã nêu ở toàn bài được viết ngắn gọn, xúc tích và không chứa giải thích dài dòng gì thêm. Có thể nêu những đóng góp mới của đề tài. Danh mục tài liệu tham khảo. Thông thường sẽ được ghi theo thứ tự sau: tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau. Các tài liệu phải có các thông tin như tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tên tạp chí, số tạp chí. Bước thứ 5. Hoàn chỉnh các bước trình bày và hình thức. Sau khi đã xong phần nội dung, bạn nên xem lại kỹ càng và cẩn thận cuốn tiểu luận của mình, tránh lỗi trình bày và lỗi chính tả. Chúng tôi gợi ý một vài điểm khi trình bày tiểu luận là: trình bày trên phông chữ Times New Roman, cỡ chữ hợp lý nhất là 13-14, cách dòng 1.5, căn lề hai bên, khổ dày A4. Các đề mục lớn nên để phông chữ to hơn và thống nhất để dễ nhìn. Header and footer. Phần header nên để tên đề tài. Footer nên đánh số trang. Văn phong viết phải rõ ràng, dễ hiểu, rõ ràng mạch lạc, giản dị và khoa học. Cách xưng hô trong tiểu luận nên dùng là người viết, tác giả, tránh dùng các ngôi, tôi, chúng tôi, em. Nếu có trích dẫn ý kiến của người khác thì nhớ dẫn nguồn cụ thể để đảm bảo tính chân thực của bài viết. Nên sử dụng hệ thống bảng biểu, biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh để bài viết sinh động, rõ ràng, mạch lạc hơn. Thứ tự một tiểu luận sẽ là trang bìa, bìa lót, mục lục, lời mở đầu, nội dung các phần, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nếu có. Trên đây là một số kinh nghiệm bước đầu để viết tiểu luận. Hy vọng sẽ phần nào đóng góp thêm cho quá trình học tập cho các bạn sinh viên. Ở các video tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn nữa về thực hiện các bước và đặc biệt là hướng dẫn các bạn trình bày một bản Word tiểu luận sao cho phù hợp với thể thức nhất. Các bạn có thể đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi.